Hôm nay đội thiếu nam rất may mắn. Mặc dù ban đầu mình có vẻ mình thua sút chút xíu, nhưng mà rồi sau đó mình ngon lành. Cuối cùng mình còn tới hai thành viên đứng ở đây, mà trong đó có đội trưởng nữa là ngon luôn rồi. Mình sẽ gặp lại các bạn của mình trong căn phòng trống nha. Chào các em. Dạ. Vui chưa? Dạ rồi vui. Ở trong đó mà vẫn vui luôn đó. Đúng tại rồi. Mình thắng mà đúng không? Thắng mà là mình giữ được cái số tiền thưởng mà mình tích lũy được ở vòng 1 là 25 triệu đồng. Chúc mừng mấy em nha bạn ơi. Gì vậy chị Nga vậy? Chúc mừng mấy em ơi, 25 triệu nhớ chia cho chị nha. Chị mình Nga, đi sắp pin nha. Chị Nga ơi, đây đội trưởng Nguyên Khánh còn chưa có lấy gì tới chị. Ủa dạ, vậy chị. Cái này tiền thưởng dành cho mấy em thôi, đội trưởng không có. Ủa đội trưởng không có hả? Không có. Ủa chị tưởng là mấy bạn nữ này là cùng phái nữ với nhau. Nãy chứ đó chị đàn ông mà. Chị đàn ông lúc nãy thôi, xong bây giờ chị thấy mấy bạn nữ thắng, chị về lại với giới tính của chị rồi. Dạ. Vậy giờ chị phải nói một cái câu gì cho Nguyên Khánh để Nguyên Khánh lấy cái tinh thần để bước cho vòng đặc biệt, kiếm thêm 50 triệu nữa lúc đó có thể chia cho chị. Ủa Khánh, em vẫn còn sống hả? Giờ chị nè, chị nói em nghe nè. Bây giờ em tiếp tục em chiến đấu đi nha, để kiếm được 50 triệu. Để mà làm gì? Để em lấy 50 triệu đó em đưa cho chị 45 triệu và em giữ lại 5 triệu. Yeah. Trời ơi, cái tâm tham của nó không bao giờ thắng nổi nha chị nha. Hèn chi chị điện thoại đó. Mời chị qua bên nhà chị đi. Rồi. Bye mọi người. Rồi. Nếu cho tôi chơi lại lần nữa tôi sẽ chiến thắng. Không ai cho chơi lại đâu. Giờ Quy Khánh với em gái nè, hai anh em tập trung nha. Chúng ta sẽ bước vào cái vòng này rất là quan trọng để mang về cái kết sắt 50 triệu đồng. Hãy nghỉ với Lam ít phút trước khi bước đến vòng đặc biệt quý vị nha. Chào đón quý vị khán giả đã đến với vòng đặc biệt của chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Và vòng này có tên gọi là Được Hay Mất. Đội thiếu nam còn hai thành viên, trong đó có đội trưởng đang có mặt ở vòng này. Hai anh em sẽ hỗ trợ cho nhau, nhưng mà anh sẽ chỉ công nhận cái đáp án từ Quy Khánh, tức là đội trưởng nói ra thôi. Em có thể bên cạnh em nhắc để cho anh Khánh nói nếu như Khánh chưa kịp suy nghĩ ra. Và nếu như cái câu nào mà mình đoán hoài đoán ra khó quá, mình cứ nói là cho qua, anh sẽ dừng thời gian lại để mình bình tĩnh, sau đó mình sẽ trả lời tiếp. Có tất cả là 5 câu trong vòng 90 giây. Và trong 5 câu đó có 2 câu mà cái kết quả sẽ là con số. Em cứ đưa ra một con số bất kỳ. Nếu như nó thấp, anh sẽ nói là lên. Thì em cứ tăng dần con số đó lên. Hoặc là nếu như nó cao quá, anh sẽ kêu là xuống. Em sẽ cho con số đó xuống dần. Đến khi nào tìm ra được con số của đáp án thì thôi. Nhớ nha, mời hai anh em vào vị trí. Thưa quý vị, cái kết sắt 50 triệu đồng đang chờ đón những người chơi của chúng ta. Hôm nay họ có mang về được số tiền 50 triệu cộng thêm với 25 triệu đã có trước đó hay không? Hãy cổ vũ cho cả hai anh em Quy Khánh. Chuẩn bị, câu số 1. Tỉnh thành nào ở Việt Nam có 3 mặt giáp biển? Bắt đầu. Vĩnh Long. Sai. Cần Thơ. Sai. Bạc Liêu. Sai. Tiền Giang. Sai. Kiên Giang. Sai. Phú Quốc. Sai. Cà Mau. Chính xác. Cà Mau là có 3 mặt giáp biển. Đây là đáp án đúng. Đó, tức là mình nghĩ cái gì trong đầu mình cứ nói ra hết. Bởi vì thời gian nó ngắn lắm, không đủ để cho mình suy nghĩ cho nó kỹ đâu. Cứ nói ra, có khi là mình sẽ trúng nha. Và em gái, em cứ nhắc cho anh Khánh như vậy ha. Câu số 2, đáp án sẽ là con số. Nhà thờ Đức Bà, thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm nào? Bắt đầu. 1690. Lên. 1700. Lên. 1890. Xuống. 1800. Lên. 1802. Lên. 1803. Lên. 04. Lên. 05. 06. 07. 08. Lên. 09. Đọc đủ số nha. 1806. Lên. 1807. Lên. 1808. Lên. 1870. Lên. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. Chính xác. Mệt quá. Đếm từ thấp tới cao. Còn mấy câu nữa anh Nghĩa? Mới có 2 câu rồi em ơi. Còn 3 câu nữa. Trời ơi. Câu số 3. Nước nào
có biên giới trên bộ duy nhất với Malaysia bắt đầu. Campuchia. Sai. Việt Nam. Sai. Thái Lan. Sai. Ấn Độ. Sai. Philippines. Sai. Brunei. Chính xác. Coi bộ cái chiến thuật mà mình cứ nói đại vậy mà nó trúng. Anh Nghĩa biết sao cái này em nói đại mà nó chuẩn không? Tại sao? Vì em hay coi mấy cái môn SEA Games á, thường là những nước Đông Nam Á thi với nhau. Cho nên em nhớ dần dần hồi nói nó cũng tới hà. Mà nó hơi lâu thôi. Tiếp ha, câu số 4 lại là câu hỏi mà kết quả sẽ là con số. Cái này mất thời gian lắm nè, cho nên là mình ước lượng ha. Tiếp nè, nhà soạn nhạc tài năng Mozart đã sáng tác khoảng hơn bao nhiêu tác phẩm âm nhạc? Bắt đầu. 500. Lên. 550. Lên. 570. Lên. 590. Lên. 700. Xuống. 6. 601. Xuống. 600. Chính xác. Ủa kỳ vậy. Lên 550. Rồi lên 570. Thì thôi lên tiếp đi. Lên tới 700. Em trừ hai không lên vậy nếu mà nó quá đỡ tốn thời gian. Không ngờ lên quá. Em ơi, còn có một câu nữa em ơi. Câu cuối cùng mà mình còn có 19 giây thôi. Ráng nha em. Dính được câu này một cái là bưng cái két sắt 50 triệu về liền cho anh. Tiền rớt xuống. Không có rớt xuống tiền đâu. Tại vì tiền rớt mất công tay nhào cho tao lụm. Tiền là sẽ mang về cho các em nguyên một két 50 triệu. Ráng lên câu cuối cùng. Con gì bơi bằng cách hút nước vào cơ thể và bắn về phía sau để tiến tới? Bắt đầu. Ốc. Sai. Con sò. Sai. Ốc con sò. Sai. Ốc dòi dòi. Sai. Nghêu. Sai. Sò lông. Sai. Sò điệp. Chính xác. Yeah. Còn 3 giây thưa quý vị. Hay quá. Và cũng may mắn quá nữa. Ban đầu thì Quy Khánh kể ra là con sò không được công nhận. Sò có biết bao nhiêu loại sò? Vậy nó không chịu nói sò gì. Làm sao anh nói được, làm sao anh nhắc em được. Sò có sò huyết nè, có sò lông nè, có sò điệp nè, có sò dương nè. Nhiều loại sò khác. Cho nên là em nói sò sò chung chung đâu có được. Rồi còn trùm sò nữa chi, đúng không? Phải nói tung sò điệp tôi mới công nhận được chứ. Và còn chỉ có 3 giây nữa thôi thưa quý vị. 3 giây nữa thì là hết giờ. Lúc đó Quy Khánh đã nói ra đúng đáp án. Sò điệp mang về két sắt 50 triệu đồng. Trời ơi, hôm nay đúng là cái ngày may mắn của em cũng như là của bốn cô gái trong cái đội thiếu nam này nha. À, nhiều khi chuyển giới qua thành nữ nó hơn. Thôi được nha, được nha. Chuyển qua đi chơi mấy bạn nữ. Vậy thì được nha. Như vậy là các bạn đã mang về cho mình được cái két sắt 50 triệu đồng cộng với số tiền mà các bạn đã tích lũy từ vòng 1. Tổng số tiền là 75 triệu đồng. Quá nhiều luôn. Quá đã luôn. Chúc em ơi. Em. Em có còn nhớ trên đời này có một người phụ nữ tên là Thúy Nga không? Dạ cũng có. À, cũng còn nhớ người đó. Dạ, hả? Thấy thương chị lắm anh. À, dạ. Anh cứ sợ là nhiều khi mình có tiền nhiều quá cái mình mất trí nhớ tạm thời. Dạ không, em sẽ lấy số tiền của bạn này tại em không được hưởng chích phần chữa bệnh cho chị Nga. À, chữa bệnh gì em? Chị bị bệnh kiêu ngạo đó anh. Có đâu, nãy chẳng qua chỉ giỡn thôi. Chỉ diễn thôi. Vậy em chị bệnh cho chị là bệnh đi chậm một nhịp. Chậm một nhịp đó. Cái bệnh này là cái bệnh mà nan y nè. Thúy Nga từ xưa đến giờ chưa bao giờ trị được cái bệnh đó hết trơn trời á. Nói chứ chúc mừng các em, đặc biệt là các em gái của đội thiếu nam. Ngày hôm nay các em rất là may mắn khi có anh Quy Khánh là đội trưởng. Có lẽ là nhờ cáo bông huê này đã mang lại cái sự may mắn cho đội của chúng ta nha. Và hy vọng rằng với số tiền thưởng của mình thì các em có thể sẽ thực hiện được những cái dự án, những cái công việc hoặc là những cái điều gì đó mà các em đang ấp ủ. Cảm ơn Quy Khánh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Chọn Đâu Cho Đúng cũng xin được phép kết thúc. Tuần sau thì chiếc két sắt của chúng tôi sẽ lại tiếp tục được làm đầy bởi con số 50 triệu đồng để chờ đón những người chơi mới. Hẹn gặp quý vị vào lúc 20h30 phút thứ hai trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Tại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.